Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Thưa quý vị, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu các nguyên lý mà người xưa dựa vào để xây dựng nên thuật phong thủy. Ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên. Chúng đều vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét tính cách chung và giải đoán số phận con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người, tự nhiên và các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung nạp vận của những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 11 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Quan tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ, khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sử, tam hợp thìn và thân thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Đối với người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 11, tức ngày 22 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với những người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 29 tháng 11 năm 2020, tức ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 11 năm 2020, tức ngày 31 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân. Thứ ba là ngày âm lịch mùng 5 tháng 11, tức ngày 19 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân. Đây là ba ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 trong tháng 11 âm lịch. Mậu dương thổ gặp tỵ âm hỏa nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Kỷ Tỵ trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải các vấn đề bản mệnh, cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý,
để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết, làm phận lòng những người xung quanh mình. Trong tháng này, các gia chủ Kỷ Tỵ sẽ cần chú ý ngày âm lịch 20 tháng 11 năm 2020, tức ngày 3 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng, ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn, thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thầu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi Kỷ Tỵ qua tháng 11 năm 2020, công việc của tuổi Kỷ Tỵ bắt đầu sa sút. Bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ của công việc, nhưng không được như ý. Tình hình trước mắt biến động liên tục khiến cho bản mệnh trở tay không kịp. Có nhiều vấn đề chưa kịp giải quyết thì đã phát sinh nghiêm trọng hơn, dễ gây ra sự cố bất ngờ. Bản mệnh còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ, cạm bẫy khắp nơi khiến cho người tuổi Kỷ Tỵ đôi khi chán nản, chỉ muốn buông xuôi. Công danh, sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực bi quan sẽ khiến cho tuổi Kỷ Tỵ sẽ đánh mất đi quyết tâm của mình, có thể một bước vấp ngã là chẳng thể đứng dậy được. Bản mệnh cần tự sốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Sự tính toán, nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Tuổi Kỷ Tỵ nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có vậy thì cuộc sống của bạn mới dễ thở, mới đón được thêm nhiều điều may mắn. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Kỷ Tỵ. Trong tháng 11 âm lịch này, người tuổi Kỷ Tỵ sẽ gặp những khó khăn trong chuyện kiếm tiền. Điển hình, đó là thời điểm này là thời điểm tiểu nhân vương vận. Bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng bày mưu tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao, nhất là chuyện kinh doanh bất lợi, lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Cho nên tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 11 âm lịch khó mà có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà công việc của bản mệnh đang khá bấp bênh, chưa tìm được điểm đột phá. Bản mệnh có khi đang trên đà tiến bước, sắp nhận được thành quả do công sức của mình bỏ ra thì lại bị nẫng tay trên. Nhưng các mối quan hệ xã giao ở thời điểm hiện tại không được tốt nên chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận chứ chẳng thể kêu ai. Tiền bạc kiếm được trong tháng ít ỏi, thường phải giành giật, bon chen vất vả mới thu được tiền về tay. Vì thế mà bản mệnh nên học cách tiết kiệm, chớ chi tiêu hoang phí quá mức. Để may mắn và thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có công dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tình cảm và gia đạo của tuổi Kỷ Tỵ, những người độc thân trong tháng này sẽ tìm được người bạn mong muốn tại các buổi gặp gỡ, họp mặt. Hãy mạnh dạn tìm hiểu sẽ đạt được kết quả như bạn mong muốn. Còn đối với những người có gia đình thì tử vi tháng 11 âm lịch cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình tuổi Kỷ Tỵ. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự và chia sẻ tâm tình với đối phương, từ đó giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như san sẻ yên ổn, các gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nên mang theo bên mình vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy
cực kỳ hiệu quả trong việc kết tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe của tuổi Kỷ Tỵ tử vi tháng này cho rằng tháng 11 âm lịch có thể một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người Kỷ Tỵ không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Kỷ Tỵ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiếu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả cho việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát vừa chia sẻ với anh chị về vận trình tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Nhìn chung, mọi phương diện đều khá ổn định. Những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ là người khá nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xôi hỏng, bỏng không, làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát nhiều trong tháng 11 âm lịch sắp tới. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 11 âm lịch này, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.